Anh đừng tưởng rằng trốn ở đây thì tìm anh không được. Vô dụng mà. Người đàn ông xuất sắc như anh, dù đi tới đâu cũng như là con đom đóm trong đêm, rất là rực rỡ xuất chúng. Cặp mắt u buồn của anh, cái râu rậm của anh, đường dao chặt thịt của anh và ly rượu của anh là những điều đã bán rẻ anh rồi. Nhưng mà dù anh là con người xuất sắc, làm ngành nào thì cũng có luật. Nè, nói làm sao nói? Anh vẫn phải trả tiền ngủ đêm tối hôm qua đó, kiếm gái khỏi trả tiền hay sao? Anh nói đi, phải gì không? Tại sao anh không trả lời? Tôi tưởng rằng chúng ta qua lại với nhau vì mặt tình cảm của chúng ta, không ngờ thì ra chỉ là mua bán thôi, đâu có gì để nói đâu. Tình cảm cũng phải trả tiền chứ. Tôi biết, nếu có tôi đã trả lâu rồi. Nhưng mà dạo này ai nấy cũng đều ăn chay, ít ai ăn thịt hết. Hay là chạy đi nha, lấy miếng thịt heo này về để trừ đi. Chịu khó đi mà, cảm ơn nhiều hả? Anh coi chừng nha, trái đất tròn mà. Nếu mà cô thích thì tối nay chúng ta gặp nữa đi. Đồ hạ tiện. Không lấy thì thôi. Cái gì, thằng đó không chịu trả tiền hả? Để tao quật cảnh cáo nó cho mày. Thôi mà, bỏ qua đi. Nói sao nói, anh ta vẫn là người độc nhất vô nhị, là chàng bán thịt heo có phong độ.